Vâng mọi người, vừa rồi mình mới đặt cần câu cá Toro Titan. Nhà này từ shop đồ câu. Shop đồ câu này tên gì đó mình quên mất rồi. Độ dài 1m8 nha. Cái này mình sẽ khui tem cho các bác xem nha. Này, cần này, cảm ơn quý khách. Đây là đơn hàng quan trọng và vị khách này nhờ ăn mang nụ cười khi giao hàng và chỉ đến hàng ăn nhé. Những điều tốt đẹp nhất đến quý vị đó là xin trân trọng cảm ơn. I love you Bạc Bạc. Này, lưu ý khách hàng là còn nguyên vẹn. Bây giờ mình tiến hành bóc tem nha. Đấy. Bọc bao bì nhựa, bây giờ mình sẽ tiến hành khui nó nha. Xem thử cần này như thế nào các bác. Còn giống như lời giới thiệu của cái này, mình quên cái tên mà đồ câu này rồi mình đặt. Đấy, bọc rất kỹ. Như cần này là có bao hành đó. Bao hành 1 năm á. Phải xong á. Rồi, bóc ra, ở đây có nó bao bì nha. Bóc ra, bọc rất cẩn thận. Đấy. Bọc hết sức cẩn thận, đây như tem bao hành đó. Dán rất kỹ, không được cắt cái này nữa. Đây, ví dụ như bao hành đó. Cửa hàng đồ câu Nhật Thiện nha, chuyên cung cấp xỉ lẻ dụng cụ câu cá trên hãng. Câu cá Minh Nhật Tia. Số điện thoại này đồ câu mình đặt ở shop đổi sản phẩm hoàn toàn miễn phí. Cảm ơn quý khách đã ủng hộ Minh Nhật. Đây, cái này hình như là có tem bảo hành trong này hay sao á. Những hành bóc cái này. Cắn nói chung là bọc rất kỹ. Bọc cái cần rất kỹ càng cả nhà. Rồi, bây giờ mình tiến hành khui xem nữa thế nào. Cái này hình như là mục đọt đây. Đấy. Cần Toro Titan nhé. Này rất là nhẹ. Cái này khoan nó nè. Rồi, đây mình xem cái đọt nó rất sâu. Đây, cái đọt nó, đọt rất dày nè, rất là dày. Đây, khoan ok. Không biết cái đọt này bao nhiêu ly không biết. Cái này độ cứng là MH nha, MH 1m8 này. Cành này hình như là nó đóng không hết cả nhà nhé, nó không hết cái này theo quảng cáo này, nó đóng là không hết á. Rất là cứng và rất là nhẹ. Rồi có gì bữa nào mình mời mọi người đây để khoan thì bình thường. Bữa nào mình đi test thử cần này rất là nhẹ. Đấy. Đấy. Mọi người xem. Rất là đẹp, nhưng mà thì có cần này mọi người test như là chịu được là tài tính là 10 mát ấy. Đấy, đọt rất là cứng. Đọt rất là cứng, cái này bao hành như một năm 12 tháng đấy. Không gì mọi người chờ theo dõi nha. Theo dõi mình test thử cành này nhé. Và đây là phiếu bảo hành của nó nhé. Này có mã vạch và mã số.